Ok, hello anh em, chị em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay, một video này, à không, ở trong video này sẽ là một nội dung cực kỳ đặc biệt, đó chính là như em thấy đây thì đó chính là con game này, nó có tên là YouTuber Run. Và đây, tại sao mình nói con game này đặc biệt ấy, bởi lẽ là trong con game này có sự xuất hiện của mình anh em ạ. Ok, rồi thì cũng cách đây khá là lâu rồi thì cũng một bạn ấy làm game và bạn ấy đã gửi mail cho mình và bạn bảo là muốn sử dụng hình ảnh của mình đấy ở trong cái con game YouTuber Run này và mình đã đồng ý và mình kiểu là ok chơi luôn em ơi. Đấy, thế là sau rất là nhiều năm tháng chờ đợi thì bây giờ con game đã ra lò anh ạ. Và mình đang tò mò là không biết mình ở trong game này thì mình sẽ trông như thế nào, thắc mắc vờ lờ anh em ạ. Đây là sao mau mình biết chắc chắn đây là bé hát cái mình, anh em biết sao không? Mình thấy cái mũ đen bé hát cái mình này. Mình đẹp trai quá đi vậy. Đằng sau mình thì có vẻ như là Dũng Senpai đấy, anh em mình tỉnh không? Và người này là Dương FG. Dương FG và bao Dương FG. Ok thì đây là chúng ta có ở đây là Dương FG. Tại sao là Dương FG lại được vào hai nhân vật vậy? Why? Dương FG là bạn mình nó rất gần mình. Đây là Dương FG phiên bản gay này. Còn đây là Dương FG phiên bản bình thường. Còn đây là Dũng Senpai. Còn đây là mình nè. Còn đây là bé cho mình nè. Rồi ok nhé, chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé. Vừa đấy là mình chơi trên máy tính nó khó quá nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chơi trên điện thoại nhé. Sợ, chuyển qua điện thoại cảm giác nó dễ dàng hẳn đúng không? Chúng ta có thể giữ vào. Đấy, Ai đu. Trời ơi, điện thoại là khác hẳn luôn em ạ. Mình sẽ phá cái máy đảo cho anh em xem. Đấy, mở cái gì này. Nóng đóng luôn ạ, nóng đấy. Ôi, gì đây? Mẹ thật kỳ vậy. What the? Gì đây, mình không chảy được này. Sao thì quái nào? Đồ má, coi được có 6 thôi ạ. Đủ, thế này thì bao giờ mới mở được? Bao giờ mới mở được bản thân mình đấy? Đúng xít thật. Thôi không sao, để cố gắng cày các bạn. Rồi mình sẽ dùng thằng Nam để đi xem là có khôn hơn chút nào không nhá. Đó. Con gà xếp xuống nó bắn mình như này khổ không? À chúng ta phải ăn được 4.000 đồng tiền coi kìa, vãi. Ôi khó vậy. Còn cái này khó mình tưởng nha, nó bắt đầu là nó khiến mình thức chế rồi. Cảm giác như là cái cách nhảy của nó cứ kiểu gây khó khăn. Ủa máy nó không chết, chết bồn. Ok. Rồi. Mình mẹ bất tử à? Rồi lần này làm lại này, anh em nhìn mình làm lại đây. Tại sao mình cũng chết cho đây là quái là điểm cao rồi. Không biết là mình sẽ bắn ra cái gì vào tay nhỉ? Mình vẫn mình sẽ bắn ra tay đi. Anh em nhìn đấy. Làm sao mà cái con kia nó bắn chết mình? Hình như mình đã bảo con game này là một con game vui nhộn và là một con game khá đơn giản đúng không? Nó không đơn giản như mình nghĩ các bạn. Nó không đơn giản như mình nghĩ. Không biết anh em đã chơi con game này chưa nhưng mà thật sự là nó khá là ức chế đấy nhỉ nha. Một con game gây ức chế đấy. Mình cứ nghĩ là nó cute cơ bởi lẽ là nhìn cái cách mà nó tạo ra nhân vật ấy đáng yêu đúng không? Ai ngờ đâu lại có thể chôn mình như này. Quái này. Cái cây. Tụng. Đây là cái cách của bạn đạn đấy. Tụng. Thế là nhảy rồi. Kiểu như là mình chỉ cần hít cái hơi của cái trông đấy mình cũng đủ chết rồi. Rồi. À, lần này hy vọng là cái mây. Chết sướng.
Thật ra mình bình thường mình không tức đâu, mặc dù con game này nó trôn thật đấy nhưng mà mình không tức đâu anh em ạ. Mình không tức đâu thật, mình thề. Đấy, mình rất là bình thường thôi, mặc dù con game này nó trôn mình nhưng mà mình cảm thấy bình thường lắm, mình chả tức gì cả. Thật, kiểu game vui vẻ đấy lý. Chả cảm thấy tức quá luôn. Ồ, đợt này có bom nè. Mới lạ nha. À, bản mới này chắc bị kiểu như con game là thấy mình chơi bản kia ngu quá nên là nó chuyển cho mình chơi bản khác. Tốt, con game mà kiểu có tâm nhất mình ý. Đây là cuộc hành trình của nữ sinh màu xanh trên chặng đường đến trường nhân năm học mới. Em ấy phải vượt qua rất nhiều chông gai và đã bị bom nguyên tử đấm rất lần. Ok, rồi. Không biết bao giờ mới đủ 4.000 tiền để mà mình mở bản thân mình nhỉ? Bay qua! Ồ, qua thật nè. Tưởng là chết quá đấy con đứa. Đúng là bách nhục xuyên tâm tiến. Rồi. Mình sẽ qua được rồi anh em ạ. Cảm giác bây giờ của mình nó khá là vui sướng. Là đây rồi. Là cái con bay phóc của con xịt này. Adu! Adu! Ồ. Mình đâu cần phải chạy đâu nhé. Kia đừng bỏ tao lại. Ừ. Ô. Ô bánh nhìn. Ô bánh nhìn. Bình tĩnh đi đấy. Bình tĩnh nhé mà. Quả này phải bình tĩnh xử lý. Ừ. Trời ơi chân dài quá. Tụm 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 tụm. Đấy chúng ta sẽ thể hiện là cấp bắn đạn. Không. À đây rồi. Mày định lừa tao à? Định lừa tao à? Lận này. Nó quả đấy mình nhảy xuống sớm nó bị quảng rồi. À đủ. Rồi qua rồi. Hay quá. Với 6.000 rồi chúng ta đã sắp tự phá kỷ lục của chính bản thân mình. Ok, chúng ta sẽ đứng ở đây rồi. Không có nhảy nhót đâu cả. Không có nhảy nhót, mình không cần tiền. Mình chỉ sợ chết thôi. Bắn tao với con lợn này. Ra vật. Lên. É anh em không? Mình thì bắt đầu làm quen con game rồi đây. Mình đã bảo là mình không tức mà đi. Qua chỗ này này. Ê không ăn được tiền rồi. Cái đủ đủ. Đấy mình đã qua chỗ này rồi. Không chết đấy. Không chết chỗ này đâu. Không chết đấy đâu. Ý quá. Ôi hộp và cái là. Qua. Ồ qua được thật này. Sao vừa đấy mình lại nhảy xuống dưới nhỉ. Qua. Ôi ôi. Hên bồn. 24.000 rồi. Lần này thì mình chơi khá là tốt. Ui ôi may vậy. Hên mách cả lèn luôn. Rồi 25.000. Cố gắng chúng ta sẽ làm quả kỷ lục mẹ 30.000 điểm. Mày này còn củ bắp. Cố gắng chúng ta sẽ làm kỷ lục 30.000 điểm nhé. Chứ từ vừa nãy là mình chơi ngu quá. Anh tỉnh lắm em. Mày này lại mấy quả bom cùi bắp này là sao mà chúng anh có thể đủ trình thắng hạn mình được. Oh. Oh yeah 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 29.000 rồi. 29.000 điểm rồi. Các mẹ ơi đừng chết ở đây. Đúng rồi. 29 30.000 điểm rồi. Trời ơi. Sao tôi lại có thể đỉnh đến như vậy. À, mình sợ nhất là chơi cái chỗ mấy cái mây này kiểu mây mưa ấy, nó ngoài nhạc ấy. Anh hiểu ý mình không? À, kiểu thế. Ok lên nào, lên lại nào. À, lên nào. Kiểu bay như kiểu đúng kiểu tiên nữ thắng trần luôn ấy. Đắt tay. Ok. Wow. 34.000 điểm, mình không nghĩ là mình có thể. Ok, cố gắng chơi. À! Kỷ lục vãi lèn, 35.000 điểm, làm tròn tí nhé. Đi thi mà còn được cộng điểm cơ mà, đúng không? Chúng ta sẽ làm tròn lên thành 40.000 điểm. Làm tròn lên thành 35.000 điểm nhá, ok. Được rồi, quay về menu chính là thì đây chính là một cái con game mà của người Việt làm. Thì anh em thể thấy là trong cửa hàng này chúng ta có BS Gaming,
có mình, có Dũng Senpai, có Dương FG phiên bản gay lọ và có Dương FG phiên bản chính thống. Thì đây một cái game của người Việt như mình đã nói từ nãy. Đấy, thì nếu như em thấy thích và muốn ủng hộ cho các YouTuber có mặt ở trong con game này thì hãy tải về và chơi, và hãy đánh giá ở trên Google Play để nói chung là tạo ra một cái động lực hơn cho cái người làm game ấy. Cái con game này thực ra cũng đã mất khá là nhiều thời gian để là hoàn thành nó, cũng phải gần hơn nửa năm theo mình tính là như vậy, từ cái lúc mà mình được đề nghị là sẽ sử dụng hình ảnh của mình ở trong game này đến khi mà mình game hoàn thành, nó cũng rơi vào tầm đấy. Nên là nếu như em có thời gian thì có thể tải về và chơi thử nhá, để ủng hộ người Việt làm game mà. Còn chắc là video này mình sẽ kết thúc đây, và hẹn gặp lại em video sau. Nếu như thích video này thì đừng quên là để lại một like và hãy đăng ký kênh mình nhé, để mình sớm đạt được 500 cái sắc nữa thì ha. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.